chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm à, ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cái cách để mình mua cái con us meme nha các bạn đây là cái đồng linh bát ở trong cái um, app đào hot thì uh, trước đây những cái sự kiện trước đây nó diễn ra rất là nhanh các bạn thành ra là hầu như là mình không có kịp làm video mà chính mình mua không kịp luôn các bạn thành ra là cái um, chỉ có cái vòng chỉ có cái con uh, us meme này á thì nó cái điều kiện của nó là nó dễ hơn một tí Thành ra là mình mới làm được cái video cho các bạn nha Ok thì để bắt đầu video ngày hôm nay Thì nếu như những bạn nào chưa đăng ký kênh của Ông Trọng Hay Làm Thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký và bật chuông để Nhận được những cái video mới nhất về những cái kèo drop tốt nha các bạn Rồi ok thì các bạn vào cái con uh, Telegram Ở cái con bốt này nha các bạn Con bot uh, usmm này nha Thì các bạn sẽ thấy một cái dòng trích của họ ở đây thì cái dòng trích này nó nói rằng nó là à, mình sẽ dịch cho các bạn xem nha mà thật ra cũng không cần dịch các bạn ở đây nó nói rằng để các bạn đủ cái điều kiện mà mua được cái vòng 2 ấy các bạn vòng 2 thì giá nó sẽ cao hơn vòng vòng 1 cũng như là à, nó sẽ thấp hơn vòng 3 nha có nghĩa là nếu vòng 3 thì nó sẽ mở cho tất cả mọi người nhưng mà nó sẽ mắc hơn nha các bạn thì vòng này nó yêu cầu là À, các bạn sẽ đạt được cái cái cấp là holder thì là level 3 à, dân làng thì level 1 trader thì level 1 và winner thì level 1 nha các bạn thì những cái này là cái gì thì các bạn vào cái à, hot của mình nha các bạn lên nó lên ở đây các bạn thì các bạn ở trang chủ các bạn bấm vào cái một cái phía trên cùng nè cái hình này nè các bạn bấm vào nha thì đây là nói về những cấp độ của mình các bạn thì cái cấp độ của mình đó là holder cấp 1 là gì? Cấp 1 là các bạn là con cua thì các bạn phải nạp vào trên 1 đô thì các bạn sẽ được cấp 1. Cấp 2 thì sao? Thì các bạn sẽ phải stack 5 5 5 nia. Cấp 3 thì à, các bạn phải holder là 20 USDT nha các bạn. Rồi, về cái thằng dân làng này á thì ai tham gia dân làng là sẽ được và về cái trader á thì các bạn phải à, có ba cái đồng các bạn sẽ phải có ba cái đồng sau là NIA, USDT và UWON nha các bạn. Rồi, và cái phần Winner thì cấp 1. Cấp 1 là gì các bạn bấm vào thì cấp 1 là phải hold 5 UWON. Thì mình tính cho các bạn nha. Thì à, thứ nhất là các bạn à, mình tính ra tiền để mình cho các bạn hiểu là bao nhiêu tiền thì sẽ làm được nhiệm vụ này nha các bạn. Thì 5 ni hiện tại 5 ni là 5 nhân nhân 7 đi mình tính chẳng nên mình tính 8 đi cho nó dễ nha 5 x 8 là hết 40 đô rồi thêm 20 USDT nữa là 60 đô. Và à, 5 u -Wan. thì hiện tại u là mình cho là là 4 đô đi. Thì 5 u là 20 đô nha các bạn. Thì à, nãy giờ là mình cộng lại là 80 đô. Thì nếu như các bạn có 80 đô thì mình đã mua 80 đô trên OKX các bạn. Đây, mình đã à, rút tiền ở trên OKX xem bản ghi nè các bạn xem bản ghi nè thì mình đã mua là à, ở, ở trên đây nè mình mình có mấy cái giao dịch lận ở à đây à, mình vừa mới rút các bạn thì là mình rút tổng cộng là 15 nia thì nhân cho 15 nia là đây mình vừa mới rút 15 nia về đấy các bạn thì 15 nia nè nhân cho 8 là nó ra tới 120 đô lận thành ra là dư giả để mình làm nghe các bạn thì À, mình sẽ hướng dẫn các bạn khi các bạn nạp tiền về xong rồi nạp tiền thì rất là đơn giản hơn các bạn các bạn lên sàn OKX nha rồi các bạn à, à, tìm cái đồng tìm cái đồng là cái đồng tên là đồng nia như các bạn đó các bạn tìm cái đồng nia rồi các bạn sẽ bấm giao dịch rồi các bạn sẽ mua nha các bạn đó các bạn mua ở đây các bạn có thể là chọn lệnh thị trường này các bạn mua mình có bao nhiêu USDT thì các bạn mua à, trên 80 đô là được nha các bạn rồi sau đó các bạn sẽ vào cái phần tài sản các bạn chọn cái mục rút tiền nè đó thì ở đây các bạn chọn rút tiền mã hóa rồi các bạn chọn cái đồng nia mình đang có là là 7 đồng này các bạn thì các bạn chọn trên chuỗi ở đây các bạn nhập cái địa chỉ của mình vào ví dụ cái địa chỉ của mình là đây cái địa chỉ của mình là các bạn copy ở đây nè đó sau đó là các bạn dán vào đây nha các bạn đó. thì À, cái địa chỉ ở trên mạng nia nó là dùng cái từ nó dùng cái chữ được luôn nha các bạn chứ nó không phải là dùng cái số ABCDXYZ rồi nha nó là cái tên luôn nha các bạn ở đây các bạn chọn mạng nia ở đây các bạn chọn số tiền nha các bạn rồi các bạn chỉ cần bấm lệnh gửi là nó sẽ tới thì các bạn lưu ý khi nó tới nó cũng khá là lâu cái mạng nia đó đôi lúc nó bị nghẽn nó năm 10 phút mới tới thì sau khi tới rồi thì để các bạn hoàn thành ba cái nhiệm vụ này á, thì các bạn bấm vào cái mục với cái hình trên đây cho mình nha. Rồi ở đây á thì các bạn à, à cứ làm thôi nó nó thông báo uh, lúc nãy nó thông báo á, là các bạn phải là holder là level 3, village level 1, trader level 1, winner level 1. Thì ví dụ các ban đầu thì các bạn chỉ có 111 ở đây thôi thì các bạn cứ bấm vào cái số này. Ví dụ như kêu mình stack 5 nia thì các bạn bấm vào cái sự stack này rồi các bạn chọn là năm nia các bạn bấm stack là nó sẽ vượt qua được cái cái nhiệm vụ thứ nhất nha các bạn. Rồi cái nhiệm vụ um, cấp 3 của holder các bạn bấm vào đây là 20 USDT thì cũng tương tự như vậy thì các bạn hãy vào cái swap này trước. Các bạn swap từ nia qua USDT thì các bạn cần khoảng 3 nia thì nó sẽ ra 21 USDT nghe thì lúc đó các bạn swap qua. Thì swap xong rồi các bạn thì các bạn vào lại cái cái trang Dopin này, cái trang achievement này, cái trang phần thưởng nè. Đó, thì các bạn bấm vào cái level 3. Thì ở đây nó nó sẽ bấm nó sẽ kêu mình là holder 20 USDT các bạn bấm vào. Ở đây các bạn chỉ cần hold 20 USDT là được nha các bạn. Đó là các bạn sẽ vượt qua được cái 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 nhiệm vụ mà nâng cấp 3 cho cái holder này rồi village đó là ai cũng được nè cái trader thì ai cũng được nè rồi cái cái winner thì cái winner này là các bạn phải hô năm u thì các bạn sẽ bấm cái trang swap lên ở đây các bạn cũng swap từ near qua u thì khoảng 3 near là nó sẽ được hơn 5 u nghe thì nói chung một u bây giờ nó cũng giá nó cũng khá cao rồi đó các bạn à một nia là bằng 1,75 uwon luôn thì một uwon nó nó đang tăng giá dữ lắm thì các bạn vô mua sớm á, thì đỡ hơn chứ bây giờ nó cũng là bốn đô mấy năm đô gì rồi nha các bạn ok thì các bạn à, chuyển qua đủ năm uwon thì các bạn về lại đây thì các bạn sẽ thấy mình là cái winner là là được à, cấp 1 rồi thì khi cấp 1 rồi các bạn là đủ rồi nè à, holder cấp 3, village cấp 1, trader cấp 1, winner cấp 1 thì các bạn quay lại các bạn vào cái phần hot vào cái phần app. Ở đây các bạn uh, Hotpass này các bạn open lên. Ở đây các bạn Explorer. Rồi thì cái mục này nó sẽ có cái nút, tại đây nó có cái nút và đăng ký. Lúc đó các bạn đăng ký thì các bạn sẽ coi như là vô được cái cái danh sách trắng để các bạn có thể mua được ở cái vòng 2 thì thường vòng 2 thì nó sẽ cái giá cao hơn vòng 1 một tí, nhưng mà nó vẫn thấp hơn vòng 3 nha các bạn. Đó. Rồi thì um, ở đây các bạn lưu ý là mình không có mất tiền nha các bạn, mình không có mất gì hết nha. À, các bạn nạp vô 80 đô nhưng mà nó vẫn nằm ở trong ví của mình nghe các bạn. À, chỉ là à, mình đủ cái điều kiện thôi. Có nghĩa là năm mình không tốn đồng nào hết nha. Cái ni của mình đó, thì nó đang stack nè. thì mình stack trên cái Helium là năm nè. Rồi mình sẽ stack 20 đô la nè. Rồi u nó là mình mua có 20 đồng mà bây giờ nó cũng tăng giá thành 1 đồng nè. Thì nói chung đó là cái kèo này không có phải là tốn tiền không có mất tiền gì hết nhưng các bạn sẽ phải bỏ tiền ra trước để các bạn à, giống như là đủ điều kiện của nó vậy nha các bạn rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn nha à, kèo hot này là một trong những kèo mà rất là tốt luôn nha các bạn hầu như các bạn mua được cái hot pass là đều có lời hết nha rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn những bạn nào muốn đăng ký cái kèo hot đó, thì mình sẽ để cái link à, gia nhập à, gia gia nhập cái kèo hot cũng như cái kèo làng vô làng hot luôn nha các bạn để các bạn có thể là 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 tham gia cái dự án này nha rồi mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn